Kênh Cao GBL tiếp tục lại là bác trai đưa bác gái để đi sắm âm thanh, cũng là cái câu chuyện rất là hiếm các bác nhá. Và hôm nay hai bác ở Từ Sơn, Bắc Linh xuống Cao để mua sắm LA48 lắp lúc phần 6.400. Ông anh chiều bà chị sắm thiết bị âm thanh là cái điều rất hiếm các bác nhá. Đa số là em bị các bác gái là ghét nhiều. Thì hôm nay cũng là cái nguồn động viên của bác gái đến từ Sơn Bắc Linh. Bác trai đưa gái đi sắm thiết bị âm thanh và không gì khác lại là LA48 lắp vần 6.400, 1.300W ở 8 ohm và 2.300W ở 4 ohm. Em nói rồi, các bác nghe là nghiện và không cần phân tích nhiều, vì nó có một cái sức cuốn hút cực, đó là cực êm, cực mượt và rất uy lực các bác nhá. Thì các bác hãy qua em Cao để trải nghiệm thì các bác sẽ thấy ngay rõ ràng một cái chất âm là cực kỳ vui vẻ các bác nhá. À vâng, tàu nhanh một chút thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác clip gần nhé. Đưa bà chị đi. Thật ra là rất ít khi đây các bạn, rất ít khi em Cao gặp các bác gái mà đi thẩm thanh, rất ít khi các bác nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác clip gần nhất. Đừng quên hãy tặng cho em Cao xin một like các bác nhá. Xe gửi hai bác từ Sơn Bắc Linh các bác nhá. Em cảm ơn anh nhá. Em cảm ơn anh. Vâng vâng. Em chào anh chị nhá. Vâng vâng.